dành quý vị và các bạn với lời mời chào trân trọng nhất. Kính chúc quý vị và các bạn buổi tối thật vui vẻ bên chu đồng hương xá buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn. Hey, let's go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thứ này. Tiếp theo phá hết trò chơi này vui vẻ, chúng tôi sẽ nhiều. Lòng vẫn mãi biết tiếc khi những xưa đã xa, còn mong im bên ai sẽ luôn được hạnh phúc. Và nếu có lúc em buồn đau, hãy về bên ai. Vâng, xin cảm ơn nhiều. Đặc biệt xin cảm ơn Thủy Dương và anh Tuấn cho sân khấu mời các em tối đêm nay. Vâng, thưa quý vị vừa được trở lại với một lon top mới nhất mang tên Xóa Hết Chào Tết 2017. Một lần nữa, anh Tuấn xin mời quý vị và các bạn dành tặng đến Tuấn một tràng tay thật lớn nữa, có đúng không ạ? Các khúc thứ hai Tuấn sẽ đến quý vị các bạn đã bạn nào có mặt tại sân vận động Đường Xá buổi tối đêm nay với bản Việt mix cực sâu của bốc mang tên Yêu Em Anh Hùng Với Tới. Xin mời một lần nữa anh chị muốn bay trở lại sân khấu với anh em buổi tối ngày hôm nay, xin mời rất nhiều.